Mọi người ơi, vậy là đúng với những dự đoán của cộng đồng mạng. Kim Ngân đã không còn ngủ ở nhà em họ Giao Nguyễn nữa. Khi Giao Nguyễn dành Kim Ngân đem về và nói sẽ lo cho Kim Ngân, thì mọi người cũng đã đoán sớm muộn gì Kim Ngân sẽ trở lại là người vô gia cư tiếp. Nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy. Trong khi ông Áo Vàng hứa cho Kim Ngân căn nhà 80-90 ngàn và nói thương Kim Ngân như em gái, Giao Nguyễn thì nói sẽ lo cho chị có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà không thấy đâu. Mà bây giờ chỉ thấy là Kim Ngân đã ngủ ngoài công viên khoảng một tuần nay rồi. Những người dân khu vực Bosa đi tập thể dục sáng sớm ở công viên khu vực đó đã thấy Kim Ngân ngủ ở đấy. Dù có giận hay có thương Kim Ngân như trước kia nữa hay không, nhưng khi hay tin này á thì cảm thấy thật xót xa cho số phận của một người phụ nữ hồng nhan bạc phận này. Ngẫm lại sao số Kim Ngân mang nghiệp gì mà nặng thế mọi người ơi. Mọi người nghe cô Hoài Phước và kênh Người Nổi Tiếng chia sẻ thông tin này nha. Mình xin trích gọn lại cho mọi người dễ theo dõi. Mọi người cùng nghe nha. Bây giờ tôi báo cho ông biết, một tuần lễ này Kim Ngân đã ngủ ngoài, không có ngủ nhà người ta nữa, ngủ ngoài công viên á. Ông đừng tưởng tôi ở bên đây mà tôi không biết bên kia. Ông có thấy cái chuyện làm của ông không? Hôm qua đáng lẽ tôi nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng sức khỏe tôi không đủ để nói được như vậy, tôi mới nhờ ông đến lãnh nói. Ông thức tỉnh lại đi ông Hoàng à. Ông hãy thức tỉnh lại, ông đối diện với tôi đi. Tôi không có gài ông đâu. Tôi lấy đây là một cái nhân đạo, là một con người. Còn chuyện ông làm gì với chính phủ, ông làm gì với cô Trinh không liên quan tới tôi. Hay là ông lừa đảo mấy người đàn bà nào, người ta tố cáo ông, người ta gọi thẳng tôi luôn, người ta tố cáo. Nhưng mà tôi không làm việc đó nữa. Tại vì một cái việc cô Liên Thi là tôi đã mệt quá rồi. Tôi không có thời gian làm việc của ông nữa đâu. Ông làm ông chịu. À, một số người đã thông tin cho mình một cái thông tin hoàn toàn chính xác, có nghĩa rằng là một tuần nay là Kim Ngân đã ngủ ở tại công viên. Tất cả chúng ta đều đã đoán sai, sai cái dự kiện, mà chính xác là một dự kiện chính xác là Giang Nguyễn đuổi Kim Ngân ra khỏi nhà. Giang Nguyễn đã đuổi Kim Ngân ra khỏi nhà và Kim Ngân đã đi đâu? Là chúng ta cứ nghĩ rằng là Kim Ngân á sẽ về cái khu máy giặt, nhưng không. Tại vì bây giờ cái khu máy giặt không còn an toàn nữa. Cái khu máy giặt rất là nhiều người dòm ngó. Tại trước đây á, người ta vẫn nghĩ, những người vô gia cư khác người ta vẫn nghĩ là Kim Ngân đã là một đại gia khi bà có rất là nhiều tiền, được thế nha, chu cấp này nọ, nên là bây giờ về cái khu máy giặt ở là không được an toàn nữa. Tuy nhiên rằng cả tuần nay Kim Ngân đã ngủ ở công viên Bosa Garden. Mà cái công viên này là mở cửa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Và cảnh sát ở bên đó họ đi tuần tra ở cái khu công viên này. Nếu như mà họ phát hiện ngủ ở tại công viên này qua đêm, thì lần thứ nhất sẽ bị giấy phạt. Bị giấy phạt thì có người bảo lãnh. Cái lần thứ hai, lần thứ ba sẽ bị tạm giam nha quý vị. Đây là cái thông tin chính xác. Thông tin chính xác ở tại từ Bosa